Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel TVOL ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bộ dàn phối ghép đến từ thương hiệu CAVS, một thương hiệu cũng đã tồn tại, đã có mặt tại Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì lần này thì CAVS đang đưa ra đến cho khách hàng một cái combo cầm lê gồm vang số nè, micro nè, quản lý nguồn và cục đẩy, nó đồng bộ với nhau. Nhìn nó rất là đẹp mắt, và kèm theo đó là một cặp loa 3 tấc, cũng chất lượng cũng khá là tương đồng với bộ dàn. Thì bộ dàn nó gồm những thiết bị gì và chất âm nó như thế nào thì mình cùng với mọi người cũng như tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Đây, nó là 4 món đây. Thì mọi người có thể thấy hiện tại thì mình đang xếp theo thứ tự nó là dài ngắn nha. Có nghĩa là cục đẩy nó sẽ là dài nhất, thì nó để ở dưới là đến một cái con quản lý nguồn nè, rồi đến vang số, và cuối cùng là micro. Mọi người có thể thấy cái mã của nó sẽ đồng bộ với nhau, là cái mã 800. Thì cục đẩy sẽ là MA800 này, quản lý nguồn là MC800, vang số là MP800, và cuối cùng là micro là MS800. Thì đợt trước thương hiệu cái dạng mà đồng bộ như thế này thật ra cũng có rất là nhiều hãng làm rồi, chứ CAVS cũng không phải là cái hãng đầu tiên làm nha mọi người. Mình nhớ không nhầm thì đầu tiên cái làm cái cầm lê như thế này là có DB Acoustic, họ làm đầu tiên nè, cũng khá là đẹp mắt nè. Sau đó đến cái bộ mà CAF anh Vũ đã có giới thiệu cho mọi người rồi, màu vàng cũng rất là tuyệt vời, chất lượng cũng rất là cao. Và đợt này thì CAVS có đưa ra một combo cầm lê cũng tương tự như vậy, cũng là một cái thớt bốn món như này. Tuy nhiên mình thấy thì giá thành của hàng CAVS này nó sẽ vừa phải hơn và nó dễ tiếp cận hơn đối với khách hàng đó. Ngoài ra CAVS họ còn có những cặp loa nó phối với cái bộ này, nó khá là đồng bộ và khá là gọi là tốt trong cái tầm giá của họ của nó. Để mình đi vào review chi tiết chuyên sâu từng cái món ha, để cho mọi người có thể thấy. Đầu tiên nói về cục đẩy, thì cục đẩy mình thấy cái thiết kế, mình rất là thích thiết kế cục đẩy như thế này nha. Nó có một cái thiết kế liền lạc. Mọi người thấy đây là một cái thiết kế liền lạc này, có nghĩa là có một cái mặt trước nó phẳng lì như thế này. Ở đây nó sẽ là quạt thông gió, lỗ hơi thông quạt thông gió đó, lỗ hơi cho nó bớt nóng, nó tản nhiệt bớt á. Ngoài ra đặc biệt nhất là con này nó có một cái màn hình LCD, nó khá là hay. Nó sẽ có thể hiện nhiệt độ từng kênh này, nhiệt độ 33 độ này, 34 độ này, tốc độ quạt nó là bao nhiêu này, đó, và đang dB nó là bao nhiêu. Hiện tại mình đang tắt, nó sẽ là âm 80 dB, khi mình vặn lên nó sẽ chạy nha mọi người. Này, mình vặn lên nó sẽ chạy này. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy nó chạy không? Đó. Khi mọi người nó lên tối đa nó sẽ là 0 dB. Ok chưa? Đương nhiên thông số này nó chỉ chính xác ở mức độ tương đối thôi nha mọi người. Nó không thể nào chính xác hoàn toàn được. Tuy nhiên là cái này nó cũng khá là hay, để mọi người có thể theo dõi được các thông số hiện tại mình đang xài cục đẩy bao nhiêu phần trăm của nó rồi. Đó, mọi người cũng có thể thấy đó. Và ở đây nó có một cái đồng hồ đo vôn, cũng khá là hay. Đương nhiên những cái này nó sẽ có sai số tương đối nha, chứ không phải chính xác đâu nha mọi người. Y như tỷ dụ như mọi người nhìn thế này, quản lý nguồn của nó đang là 224, nhưng mà cái cục này thì nó đang báo là 218, thì nó bị chênh nhau một tí. Đương nhiên những cái thông số ở đây nó chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng mà mọi người nó không hoàn toàn chính xác đâu. Ok, quản lý nguồn thì dễ rồi ha, quản lý nguồn thì cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ là tắt mở kênh nhẹ, có thêm 8 phím để tắt mở kênh nhanh thôi. Cái quản lý nguồn thì như mình đã chia sẻ trong rất là nhiều clip rồi, thì nó dùng để kết nối các thiết bị điện với nhau, để cho mọi người có thể tắt bật gọi là thiết bị một nút thôi. Có thể cho người già và trẻ em hoặc là phụ nữ cũng có thể tắt mở bộ dàn một cách nó dễ dàng hơn, nó đỡ phải cắm thiết bị điện rườm rà ha. Trên này sẽ là một con vang số ha, vang số micro này. Cái núm chỉnh này nó hơi bị dài một tí, theo cá nhân mình đánh giá thì nó sẽ hơi bị dài, nó đưa ra ngoài một tí. Thà nó nếu mà làm ngắn lại một tí nó sẽ đẹp hơn, cái này nó đưa ra hơi nhiều. Thì mình chỉ nhưng mà cái nút vặn thì nó rất là khá là ok nha, cái biến trở ở đây nó làm khá là ok, nó không có bị nó vặn nó khá đầm tay, nó không có bị quá là gọi là nó yếu quá, vặn khá đầm tay. Ok, ở trên cùng sẽ là micro. Micro thì đây cái tay mic của nó đây, mình tháo bộ ra mình test thử rồi, đây cái tay mic của nó đây, một màu đen luôn. Đây thương hiệu CAVS đây, MS800 đây. Cái chất sơn của nó tương đối khá tốt nha mọi người. Chất sơn của nó làm là kiểu dạng sơn mù, không phải sơn bóng. Mình khá thích kiểu này. Mình không thích những cái đầu mic, những cái tay mic mà nó hơi bóng bóng á. Nó cảm giác nó hơi bị sến, nó không có sang á mọi người. Làm một cái sơn màu mà bóng giống như này.
Đó, cái này là hơi bóng nè, mình thích nó mà mờ hơn một tí, nếu mà mờ như trên này đen mờ như trên này nó sẽ sang hơn và nó đỡ bị bám vân tay hơn thì nó sẽ ok hơn nhiều. Đó, đương nhiên những cái bộ mic này thì sẽ đi kèm một cái chống lăn cho mọi người, không có gì phải lo. Ok, và đi kèm với bộ dàn này á, thì nó sẽ kết hợp với một cặp loa 3 tấc cũng đến từ CAVS luôn, đó là dòng CAVS G12. Đây G12, đây quay bên đây đi cho mọi người dễ thấy cho nó đủ sáng ha. Đây dòng G12 mình cũng có tháo thùng ra đây, mình để ở đây. Dòng G12 này á là dòng 3 tấc nha. G12 thì mọi người dễ rồi đó. Những cái đặt thương hiệu là cứ số 12 là mọi người biết là 12 inch, tức là bass 30 rồi. Đó, một cái con kích thước bass 30. Nói chung nó cũng xem với những dòng 30 khác đó, như con JBL mình để cạnh là con KP2012G2 này. Đây cũng bass 30 này, đây cũng bass 30 này. Đó thì về cái kích thước thì nó cũng xem nhau ha. Rồi, đây thì nó có mặt logo này. Logo này thì logo không xoay được nha mọi người. Logo này đặt đứng thôi chứ không xoay được. Đương nhiên bắt treo thì nó vẫn có treo đứng, nó có thể vừa treo ngang được, vừa treo đứng được. Tuy nhiên là con này không xoay được thì nó hơi dở, khi mà xoay ngang lên hơi xấu. Rồi bề mặt lưới khá cứng. Ok, làm thiết bị hoàn thiện cũng tốt. Nó ấn vô nó không bị quá nhùng 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 nhùng, hoặc là lưới này quá mỏng. Nhưng có những dạng mà cái lưới này nó quá mỏng khi đánh nó sẽ bị rung, nó mình rất là ghét cái đó. Thứ hai nữa là ốc của nó làm cũng nói chung là cũng làm nó hoàn thiện, nó ok. Làm cái ốc mà ốc ốc lục giác như này nó làm nó liền đạt, mình sờ nó bị cấn tay ấy, làm cho cảm giác cái loa mình nó sang trọng hơn. Ok, dưới này thì có một cái này là cái miếng gì ấy, cái miếng nó như dạng là miếng nhựa mica nhựa ấy, ghi chữ CAVS Technology, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó có một cái lớp keo màu vàng nữa, mình xé lớp keo rồi nhìn lớp keo màu vàng nhìn kỳ lắm, nó lộ ra cái màu vàng này thì đẹp với ô này đó. Đó thì nó có ghi đây, mọi người không thích thì mọi người nhưng mọi người có xé cái lớp này ra được này đó. Thì một cá nhân mình cũng thích lớp này nhưng mà thôi hãng để nguyên thì cứ để đó, rồi nhiều người thích làm sao đó. Về chất âm của cặp này á thì theo cá nhân mình đánh giá, khi mà nó phối hợp với bộ dàn kia á thì thứ nhất là đánh tiếng nó sẽ, cái tiếng bass của nó khá tốt nha, cái tiếng bass mà gọi là bass sub luôn á, chứ không phải là cái tiếng mid low nha, cái tiếng tiếng trầm ở dưới luôn á, là win khá tốt, có thể có khả năng bù sub khá tốt cho những không gian từ khoảng 20 mét vuông đến 25 mét vuông mà mọi người không có chỗ đặt sub. Thứ nhất là mọi người không có chỗ đặt sub, hoặc là mọi người không muốn xài sub khi mọi người đang ở căn hộ, thì xài những cặp như thế này nó có thể bù low khá tốt cho mọi người. Về mặt hát karaoke thì con này cái độ nhạy cũng tương đối tốt, nó thoát cái tiếng mình ra khá là khỏe, bởi vì thật ra nó là dòng 3 tấc nên là cái tiếng nó thoát khá tốt. Tuy nhiên nó sẽ hơi cứng. Về cái phần mà nghe nhạc thì đương nhiên nó sẽ không quá nổi trội trong cái phần nghe nhạc so với những cặp loa cùng tầm tiền. Tiền thì xíu nữa mình sẽ báo giá cho mọi người biết cái dòng này, nhưng mà nói với cặp loa cùng tầm tiền với con này á thì ví dụ như cặp JBL MK12 đi ha, anh em mình có đi lắp đặt nhiều thì MK12 cũng 3 tấc cũng bằng JBL, thì dòng đó nó tầm khoảng 12 13 triệu, mình không biết chính xác giá. Thì cặp đó thì nó nghe nhạc hay hơn con này, tuy nhiên về cái độ lực mà độ thoát tiếng, độ trong tiếng, độ mà độ khỏe bù lâu thì con này nó hơn đó. Thì cứ với cùng một tầm giá thì mọi người có thể lựa chọn dòng này cũng là dòng khá hay. Ngoài ra nếu mọi người mà muốn đánh ngoài trời một xíu á, chọn những cái mà la mà nó đánh ngoài trời được á, thì con này cũng là một cái dạng đánh ngoài trời tốt, bởi vì cái dù gì nó cũng là dòng nó đứng, nó là chép kèn nên là cái độ phóng nó tốt, hay nó bù lô tốt, nên là những dòng này là những dòng giải pháp khá tốt dành cho những anh chị nào mà muốn chơi ngoài trời. Ok, còn về giá thành sản phẩm thì như đã nói, thì nếu mọi người một combo một cặp loa như thế này cộng 4 món như này mà giá chỉ rơi độ khoảng trên 30 triệu một chút xíu, thì thực tế là đây đúng là một cái cụm lê gọi là rất là phù hợp dành cho những khách hàng nào ưa mà cái độ lớn, muốn cái bộ dàn mình nó phải với chi phí đó khoảng ba mấy triệu đó, thì mà mọi người muốn bộ dàn thật là lớn này, đánh được ngoài trời, không gian ngoài trời này, hoặc là đáp ứng cho những không gian từ 20 hay 25 mét vuông, thì bộ dàn này là, và không nghe nhạc nha, và không nghe nhạc, mình nhấn mạnh lại không nghe nhạc, là chỉ chủ động về karaoke thôi, thì dàn sản phẩm bộ cái bộ dàn karaoke này rất là phù hợp cho mọi người. Thì để xíu nữa thì mình sẽ kết nối bộ dàn setup một chút xíu và sẽ mở lên test cho mọi người nghe, kể cả về những thể loại về nhạc bolero là một xíu nè, về nhạc đen một xíu, và sẽ hát thử trên bộ dàn này xem để mọi người nghe và trải nghiệm và đánh giá nhé. Sài Gòn là thứ yếu cho mọi người.
có về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nhìn trong ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong lòng. Lòng đã giận lòng, đừng khóc biệt ly. Sau khi tạ từ tràn mi nước mắt, cuộc chia tay vì sao cuối mặt, để người quay lưng nghe tim mình quặn thắt. Ok, vừa rồi thì mọi người vừa nghe thử cái bộ dàn đến từ thương hiệu CAVS. Mọi người có đánh giá thế nào về bộ dàn này thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Để mình có thể trả lời các giải đáp thắc mắc của mọi người. Còn nếu mà mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.